tổng quan về tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng năm 2022 Nhâm Dần, nữ mạng sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu, tức tuổi con gà. Thường gọi là lâu túc kê, tức gà nhà gác. Mệnh kim, kiếm phong kim, nghĩa là kiếm bọc vàng, mệnh, kim gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, bình thường, địa chi, Dậu gặp Dần, bình thường, thiên can, Quý gặp Nhâm, bình thường, sao chiếu mệnh, sao mộc đức, vận hạn, hạn ngũ mộ, vận niên, hầu thực quả, thái tuế năm 2022, không phạm hạn thái tuế, tam tai năm 2022, không phạm tam tai, tuổi kim lâu năm 2022, phạm kim lâu thê, hạn hoang ốc năm 2022, phạm hoang ốc tam địa sát. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng, sao mộc đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao mộc đức chiếu mệnh, quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cẩn thận trọng, đề phòng thất bại, hôn nhân hòa hợp. Tốt về mặt cưới hỏi, nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao mộc đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán, có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an sinh tài sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình, thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao, đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế nhưng khi có sao mộc đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Vận hạn năm 2022 của tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng, hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn. Chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay và gió. Đề phòng hao tài mất của, muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao, ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu, gây tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính, bạc tiền. Trong năm người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Theo tuvingani.com trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt, nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng không được bảo hành. Bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hạn không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi có thể gặp phải người gian, trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói, có thờ có thiên, có kiên có lành. Những bạn nào có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau, để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà để phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng, khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Vận niên năm 2022 của tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng,
hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm, đường công danh như rồng gặp mây. Bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước mặt cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió. Bởi vậy, năm này bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần năm 2022, năm bản mệnh, 5 tuổi. Tuổi Dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Tỵ năm 2022, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân năm 2022, tuổi Thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. Tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai nghĩa là tai họa, hòa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bản mệnh tuổi Quý Dậu, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng không phạm hạn tam tai. Tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Súc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bàn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Súc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng là 30 tuổi phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thê. Tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau.
nhất cát, hay kiết cũng vậy, tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự, nhị nghi, tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhị nghi tấn thất địa sinh tài, tam địa sát, xấu tuổi này. Làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai, ngũ thọ tử, xấu tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành, theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng là 30 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc tam địa sát. Kết luận tử vi tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng năm 2022. Vận khí của nữ mạng Quý Dậu khá lý tưởng trong năm 2022. Bản mệnh không gặp phải khó khăn hay thách thức nào quá lớn. Mọi thứ đều diễn ra bình ổn và nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Công việc, tài chính, tình cảm đều tốt đẹp. Phương diện công việc làm ăn năm 2022, nữ mạng Quý Dậu có bước phát triển sự nghiệp ổn định trong năm, tạo thêm nền tảng vững chắc cho tương lai. Thậm chí nếu tận dụng tốt mỗi cơ hội mình có, bạn hoàn toàn có thể đột phá những lợi thế lớn lao hơn. Các mối quan hệ xã giao trong năm đều hài hòa tốt đẹp, cơ hội gặp được quý nhân vẫn có, gặp khó khăn cũng được người giúp đỡ kịp thời. Cuộc sống có nhiều thu hoạch, ít thăng trầm. Phương diện tài lộc năm 2022, tài lộc của tuổi này trong năm 2022 khá tốt nhờ thu nhập từ công việc chính và cả những khoản tích lũy tài sản khôn ngoan. Bản mệnh lại là người khá nhạy bén trong đầu tư kinh doanh, biết cách tăng thêm thu nhập cho mình từ nhiều nguồn, nên tài chính khá dư dả, cuộc sống đủ đầy. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên chú ý cân bằng thu chi, chi tiêu thông minh, tiết chế trong các nhu cầu hàng ngày và luôn giữ tỉnh táo để tránh bị lừa đảo. Phương diện tình cảm, gia đạo năm 2022, tình cảm trong năm trở nên thuận lợi hơn so với trước. Đối với người lập gia đình, không có nhiều điều phải muộn phiền, cuộc sống bình hòa, vợ chồng đồng lòng đồng sức trong mọi việc. Với người còn độc thân, bạn cũng có nhiều người quan tâm, để ý nhưng có vẻ vẫn chưa thấy thích hợp hoặc đặt ra yêu cầu quá cao nên thái độ khá dửng dưng, mọi chuyện chưa đi đến đâu. Sức khỏe năm 2022, tử vi tuổi Quý Dậu năm 2022 nữ mạng không gặp vấn đề đáng lo nào về sức khỏe. Tuy nhiên, do có hung vận tiềm tàng nên bạn vẫn phải chú ý giữ an toàn cho bản thân, đề phòng vì sơ suất hay chủ quan mà xảy ra thương tật, tai nạn. Hàng ngày bạn cũng nên tạo dựng thói quen rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, đẩy lui bệnh tật,